khởi tố bắt tạm giam Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái. Tối ngày 1 tháng 5, thông tin từ Tổng Thư ký Quốc hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Theo đó, căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 1046, nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội 15 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa 15 theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tạm đình chỉ việc thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa 15 kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can. Ông Dương Văn Thái sinh năm 1970, quê quán tại tỉnh Bắc Giang. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Trước khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, ông Dương Văn Thái đã trải qua nhiều chức vụ như Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Từ tháng 10 năm 2020 đến nay, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.